energy chống đồng lớp 3 chuyển hóa tất cả các biến thể covid 19 cùng các bệnh trạng khác cho người khác cho một người trực tiếp hoặc gián tiếp thời gian từ 0 đến 3 tuổi 30 giây đến 45 giây từ 4 đến 7 tuổi 1 phút từ 8 đến 12 tuổi 2 phút 30 giây trên 13 tuổi, 3 phút 30 giây thực hiện 2 lần trên ngày, quá nặng thì 3 lần trên ngày, mỗi lần cách nhau ít nhất 6 tiếng. Lưu ý, nếu dùng công thức này thì không áp dụng công thức chữa lành bình thường. Bắt đầu đọc thầm. Hợp nhất Energy chống đồng băng tần lớp 3 tạo siêu tế bào cùng với những trái tim energy thiện lành, chuyển hóa tất cả các biến thể COVID-19 cùng các bệnh trạng khác. Tiếp tục, hình dung hợp nhất và não bộ người truyền ba lần. Đọc thầm, hợp nhất lần 1, hợp nhất lần 2, hợp nhất lần 3 tiếp tục hình dung hợp nhất vào não bộ cột sống vào hai lá phổi và toàn bộ lục phủ ngũ tạng của người nhận ba lần đọc thầm hợp nhất lần một hợp nhất lần hai hợp nhất lần ba tiếp tục hình dung những trái tim energy thiện lành chuyển hóa tất cả các biến thể Covid-19 cùng các bệnh trạng khác trở thành năng lượng tình yêu thương giúp cho người nhận có được sức khỏe, sự sống an lành, hạnh phúc, tạo thiên đàng hạ giới cho đến khi chuông báo hết giờ. cầu nguyện cho tất cả các linh hồn nương theo energy chống đồng băng tần lớp 3 trở về khối sáng